Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019. Đến với bản tin hoạt hình đốn gồm có tin quan trọng và phỏng vấn đặc biệt. Để mở đầu, với Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong ngày. Theo Tổng thống Trump, cuộc điều tra của ông Mueller đã bị lạm dụng để thực hiện những mục đích xấu. Các đảng viên dân chủ tại Hạ viện đã thúc giục Bộ Tư pháp cung cấp báo cáo đầy đủ của điều tra viên đặc biệt Robert Mueller trong khi đảng Cộng hòa vui mừng kêu gọi bỏ qua cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử. Tổng thống Donald Trump cáo buộc những người khởi động cuộc điều tra của ông Mueller là những người phản bội đất nước. Tổng thống Trump nói rằng, hãy cứ để công bố bản báo cáo đầy đủ của ông Mueller. Ông sẽ không cản trở điều này và đảng Dân Chủ đã nhanh chóng yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump giao toàn bộ tài liệu liên quan đến cuộc điều tra, chứ không phải chỉ có bốn trang tóm tắt do Bộ trưởng Tư pháp William Barr đưa ra hôm Chủ nhật. Sáu chủ tịch ủy ban tại Hạ viện đã gửi thư cho ông Barr, viết rằng bản tóm tắt của ông không đầy đủ và yêu cầu giao nộp toàn văn báo cáo của ông Miller trước ngày 2 tháng 4. Ông Barr cho biết trong báo cáo tóm tắt của ông, ông Miller không kết luận chiến dịch ông Trump âm mưu phối hợp với chính phủ Nga can thiệp bầu cử năm 2016. Bên cạnh đó, ông Barr còn cho biết ông Miller cũng không kết luận về việc liệu ông Trump có phạm tội cản trở công lý hay không. Thay vào đó, ông Miller lại đưa ra những bằng chứng trên cả hai phương diện. Do đó, ông Barr đã tự quyết định không đủ bằng chứng để buộc tội tổng thống cản trở công lý. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ nói rằng quyết định của ông Barr không phải là phán quyết cuối cùng. Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi nhấn mạnh, tất cả những gì tôi quan tâm là báo cáo đầy đủ của ông Miller phát ngôn viên của Tổng thống và các đồng minh Cộng hòa hàng đầu đều tuyên bố binh vực ông Miller. Tổng thống Trump nói với các phóng viên, ông hoan nghênh việc công bố toàn bộ cuộc điều tra của ông Miller, nhưng ông cảm thấy cuộc điều tra đã bị lạm dụng và làm mất quá nhiều thời giờ. Ông nói chúng ta không nên để điều này xảy ra với những tổng thống khác. Nhiều người bên ngoài đã làm những chuyện ác, tôi có thể nói là phản bội và chống lại Hoa Kỳ của chúng ta. Hôm thứ Hai, sau các phiên họp Đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc điều tra về Tổng thống Trump. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff nói, Tôi đang cố gắng giúp mọi người thấy rõ các vấn đề qua cuộc điều tra và kết luận của ông Miller sẽ không ảnh hưởng đến cuộc thăm dò, phản gián của ông. Tổng thống Trump ký tuyên bố đảo ngược chính sách Hoa Kỳ tại Golan Heights. Hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump ký tuyên bố công nhận chủ quyền của Israel tại Golan Heights, đảo ngược chính sách hơn nửa thế kỷ của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Tổng thống Trump cho biết đã đến lúc Hoa Kỳ cần thực hiện hành động rõ ràng sau 52 năm Israel kiểm soát vùng cao nguyên chiến lược giáp biên giới với Syria. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên công nhận chủ quyền của Israel đối với Golan, trong khi cộng đồng quốc tế cho rằng Israel đã chiếm đóng phi pháp cao nguyên Syria và Lebanon đã tố cáo tuyên bố trên có ít nhất hai thành viên NATO, bao gồm Canada và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhấn mạnh họ không ủng hộ quyết định này. Tổng thống Trump nói quyết định của ông sẽ củng cố năng lực của nhà nước do Thái bảo vệ chính họ trước các mối đe dọa trong khu vực để đạt được thỏa thuận hòa bình với Ả Rập. Hành động của Tổng thống Trump cũng có thể giúp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo. Israel từ lâu cho rằng khu vực cao nguyên chiến lược quan trọng này đã được sáp nhập vào Israel kể từ khi bị nước này chiếm giữ trong cuộc chiến Mid East năm 1967 với Syria. Syria đã có buộc quyết định của Hoa Kỳ là hung hăng, trắng trợn, xâm phạm, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Bộ Ngoại giao Syria cho biết hành động của Tổng thống Trump là bất hợp pháp và biến Washington trở thành kẻ thù của người Ả Rập. Lebanon cũng nói rằng cao nguyên Golan thuộc lãnh thổ của người Ả Rập Syria. Không một quốc gia nào có thể thay đổi lịch sử, chuyển lãnh thổ nước này cho nước khác. Tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres tuân theo các quyết nghị của Hội đồng Bảo an phán quyết việc sắp nhập cao nguyên Golan vào Israel là phi pháp và không có hiệu lực pháp lý. Con đường tơ lụa Trung Cộng đối mặt với rào cản của Pháp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc họp cấp nhà nước với đối tác Trung Cộng, Tập Cận Bình đã kêu gọi châu Âu thúc đẩy thương mại với Trung Cộng theo hướng cùng có lợi để chống lại tham vọng thống trị toàn cầu của Bắc Kinh. Chuyến thăm của Tập Cận Bình đã đặt ra một thách thức đặc biệt đối với tổng thống Macron. Ông vừa muốn Trung Cộng tăng cường quan hệ với EU, bảo đảm các hợp đồng béo bở cho các công ty Pháp. Đồng thời, muốn đẩy lùi sự bành trướng toàn cầu của Bắc Kinh. Sau cuộc hội đàm tại cung điện Ellis hôm thứ Hai, Tổng thống Pháp kêu gọi tăng cường quan hệ thương mại giữa châu Âu và Trung Cộng, dựa trên nền tảng đa phương cùng có lợi. Theo sao, các tuyên bố là các thỏa thuận về năng lượng hạt nhân, năng lượng sạch, trao đổi văn hóa và một hợp đồng trị giá 40 tỷ Mỹ Kim. Trung Cộng dự tính mua 290 máy bay Airbus A320 và 10 máy bay A350 của tập đoàn Airbus châu Âu. Tổng thống Macron tuyên bố Pháp và Trung Cộng sẽ hợp tác đầu tư vào một số quốc gia để đa phương hóa sáng kiến con đường tơ lụa của tập cận bình. Sáng kiến con đường tơ lụa mới hay còn gọi là sáng kiến vành đai và con đường của Trung Cộng có mục đích nhằm liên kết nước này với Đông Nam, Trung Á, Trung Đông, châu Âu và châu Phi qua đường biển và đất liền nhờ vào mạng lưới cơ sở hạ tầng rộng lớn dọc theo con đường tơ lụa cũ. Các quan chức Pháp ban đầu hoan nghênh ý tưởng này với hy vọng con đường tơ lụa trung cộng có thể giúp cho các công ty Pháp và giảm thâm hụt thương mại. Tuy nhiên tại Paris, Pháp yêu cầu con đường tơ lụa trung cộng phải hoạt động theo hướng đa phương hóa. Đáp lại trong một chuyên mục trên tờ Le Figaro của Pháp xuất bản hôm Chủ nhật, ông Tập Cận Bình cho biết ông muốn cùng Pháp tham gia các dự án và kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực từ năng lượng hạt nhân đến hàng không vũ trụ và nông nghiệp. Tuy nhiên, các công ty của Pháp và các nước châu Âu cảm thấy không được chào đón tại Trung Cộng. Và cho đó, các nhà lãnh đạo Liên Hiệp châu Âu lo ngại con đường tơ lụa chỉ giúp cho Trung Cộng hùng mạnh. Marie François Renard, giáo sư tại Đại học Aubergine, miền Trung nước Pháp, và là người đứng đầu viện nghiên cứu IDREC về kinh tế Trung cộng cho biết, hầu như Pháp rất tích cực về sáng kiến phát triển các tuyến thương mại với Trung cộng. Tuy nhiên Pháp cũng yêu cầu rõ ràng là việc cùng hướng lợi. Một số quốc gia châu Âu khác cũng đã ý thức được điều này. Hiện tại họ nhận ra châu Âu cần đoàn kết để đối đầu với sức mạnh Trung cộng. Kính thưa quý vị, tiếp theo chánh trị sự cao đại tòa Tây Ninh Hứa Phi, đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã bị nhà cầm quyền huyện Đức Trọng, Lâm Đồng bao vây nhà và gửi giấy mời lên công an làm việc vào lúc 9 giờ sáng ngày 26 tháng 3 năm 2019. Nhà cầm quyền thị xã Bình Minh, Vĩnh Long đã đến nhà ông Lê Văn Sóc, Phó Hội trưởng Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoa Hảo Thuần Túy đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam bị gửi giấy mời vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 3 2019 đến trụ sở công an xã Đông Thành gặp Trung tá Ngô Văn Chiến, đội trưởng an ninh với lý do những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Lấy lý do như trên, nhà cộng quyền Cộng sản Việt Nam càng ngày dùng đủ mọi biện pháp để ngăn chặn tiếng nói của những chức sắc tôn giáo độc lập tại Việt Nam, những người yêu chuộng công lý và hòa bình những người đấu tranh cho lẽ phải. Không biết rồi đây các chức sắc tôn giáo nào sẽ bị Cộng sản Việt Nam bị bắt hay bị mời về những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đỗng đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Kính mời quý Phật tử và quý đồng hương tham dự lễ hội quán âm lần thứ hai và hội chợ ẩm thực chày sẽ được tổ chức vào cuối tuần 30 và 31 tháng 3 năm 2019 tại Chùa Giác Sơn, địa chỉ số 11801 Laurel Bowie Road, Laurel, Maryland 20708. Đặc biệt có khách mời Sư Cô Thích Nữ Liên Hoa và Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, tức Hoa hậu Bích Liên trước kia cùng các ca sĩ vùng hoa thịnh đốn. Mọi chi tiết xin liên lạc Chùa Giác Sơn, email giácsontempo at gmail.com, điện thoại số 240-360-7454.